Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin giới thiệu tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập tại phố Lý Tự Trọng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà là 4m và diện tích trên sổ đỏ là 32m. Với căn nhà này có một cái khoảng lưu không trước nhà, khoảng sân rất là rộng, có thể để xe thoải mái mọi người nha. Từ vị trí của cái căn nhà ra trục đường chính chỉ rơi khoảng tầm 30m thôi. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà. Đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà. Với mặt tiền của ngôi nhà 4m, thiết kế rất là rộng và cái căn nhà này thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Về vấn đề pháp lý, đều đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Chỉ 2 tỷ 400 triệu đồng thôi mọi người nha, rất là hợp lý. Phần cửa chính của ngôi nhà được thiết kế một lớp cửa, đó là cửa gỗ kính mọi người nha. Đấy, mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư là ốp đá. Rất là đẹp. Căn nhà được thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Như mọi người nhìn thấy trên video thì là về phần sơn, phần gạch, phần trần thạch cao đều đã được hoàn thiện xong hết 100%. Hiện trạng của ngôi nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nha. Sổ đỏ đã có đầy đủ, chỉ việc bao phí sang tên thôi ạ. Với cái màu tông chủ đạo, màu sơn của ngôi nhà đó là màu trắng. Khi mà vừa bước chân vào trong phía phòng khách của ngôi nhà, cảm thấy một cái không gian rất là thoáng, rất là rộng. Cái màu sơn cũng là màu trắng, màu gạch cũng là màu trắng, nên là cảm thấy một cái không gian rất là mới mẻ và tươi trẻ nha mọi người. Gạch lát nền của ngôi nhà là gạch 60-60 hàng granite loại 1. Với cái thiết kế đơn giản thôi, có hai cái vách CNC để ngăn cách giữa phòng bếp, cầu thang và phần phòng khách. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đây, hai vách CNC hai bên. Vừa là cái vách ngăn CNC này, vừa có cái tác dụng là để trang trí cũng như là để một cái số đồ trang trí, để đồ ở đây này, rất là đẹp mọi người ạ. Về phần hồ sơ điện, hồ sơ nước của cái căn nhà này cũng đã được hoàn thiện đầy đủ rồi mọi người nha. Nước sạch sử dụng quận Hà Đông, điện lực Hà Nội. Mời mọi người tiến theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đấy, như mọi người quan sát đấy, về phần tủ bếp này, phần đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Tủ bếp được làm bằng chất liệu gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, bền vững với lại thời gian. Màu bếp cũng là màu tủ bếp cũng là màu trắng và tông màu nâu mọi người ơi. Cảm giác rất là tinh tế. Và với lại nhờ cái căn bếp như này thì cảm giác cũng rất là rộng. Phía tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh đầy đủ về phần điện cũng như là đầy đủ về bồn cầu, lavabo và hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vị cầu thang của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Phía tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ạ, được thiết kế là gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh rất là rộng. Phòng ngủ được thiết kế theo kiểu master mọi người nha, cho nên là rộng vô cùng và nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Căn nhà này có ban công theo thiết kế mở hướng ra bên ngoài đây. Đấy, tạo cho một cái căn phòng này rất là thoáng. Với cái căn phòng ngủ này, diện tích nó rơi vào khoảng tầm 23m2. Và cái phía bên dưới chân của Ngọc Ánh đây là sàn gỗ mọi người nha. Chủ đầu tư rất là tỉ mỉ và tinh tế, thiết kế đến từng chi tiết nhỏ nhất về
ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, trần thạch cao, thiết kế theo kiểu hệ giật cấp và toàn bộ hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Từ vị trí của cái căn nhà này, mọi người ạ, em sẽ nói một chút về cái vị trí của cái căn nhà mà đi ra tới khu đô thị Văn Khê này, khu đô thị Dương Nội rất là gần, chỉ trong phạm vi bán kính 1 km đổ lại. Vị trí của cái căn nhà này ngay gần với lại bia bà La Khê. Chắc hẳn là bia bà La Khê thì sẽ rất là nhiều người biết đến đúng không ạ? Vậy nên là mọi người ở trong cái vị trí của ngôi nhà này mà đi ra những cái tiện ích xung quanh rất là gần, về chợ này, về trường mầm non, về trường tiểu học, La Khê chỉ cách mà cái ngôi nhà này trong phạm vi bán kính khoảng tầm 5 đến 700 mét thôi, rất là tiện lợi sinh hoạt mọi người nha. Mời mọi người hướng ra phía phòng vệ sinh của cái căn phòng này trên tầng 2. Nhà vệ sinh được thiết kế như thế nào ạ? Đầy đủ về bồn cầu, sen cây tắm nóng lạnh, gương tắm cũng như là bồn rửa mặt. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái hệ thống sen cây của người ngôi nhà này, chủ đầu tư thiết kế rất là đẹp mắt này. Về cái bộ sen cây nó là mạ vàng mọi người ạ, rất là đẹp, hiện đại. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đi lên phía các tầng thì là ở phía cầu thang đi lên mọi người ạ, đều có cửa sổ thoáng hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Hành lang đi vào cái căn phòng này rất là rộng. Cầu thang thì là được thiết kế là 80 phân, thoải thoải, không bị dốc. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy. Và cũng được lát sàn gỗ mọi người nha, sàn gỗ công nghiệp. Cái màu sắc sàn gỗ này rất là trẻ trung mọi người ạ. Ban công thì là hướng ra bên ngoài. Ban công mở mọi người ơi, thoáng cực kỳ luôn. Hướng nhà thì là hướng Tây Bắc. Tuy nhiên thì sẽ không bị nóng vào cái nhà này mọi người ạ, vì đã có cái phía nhà phía trước người ta đứng chắn rồi ấy. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này làm bằng chất liệu gỗ lim mọi người nha. Rất là chắc chắn. Tầng 3 cũng được thiết kế nhà vệ sinh tương tự như tầng 2, tuy nhiên thì là nhà vệ sinh này để khác một chút với tầng 2 là để phía bên ngoài, còn nhà vệ sinh tầng 2 thì để phía bên trong mọi người ạ. Và vẫn đầy đủ công năng như tầng 2. Đấy mọi người có thể quan sát. Gạch ốp lên tới tận trần mọi người ơi. Đấy, trần nhôm thôi mà chủ đầu tư cũng thiết kế màu sắc rồi là hoa văn rất là đẹp. Đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Khi mà vừa đặt chân lên trên phía cầu thang thì mọi người có thể nhìn giúp em luôn. Ở phía cầu thang là có một cái giếng trời để lấy ánh sáng cho toàn bộ khu vực cầu thang. Và với cái căn nhà 32m² thì chủ đầu tư có thiết kế rất là tiện lợi, là một ô phòng thờ riêng biệt mọi người ạ. Đây, là một ô phòng thờ riêng biệt, tách biệt với lại một số căn nhà mà em Ánh giới thiệu khác ấy. Nếu như mà mọi người đã quan tâm, đã để ý video của em thì sẽ thấy là có một số nhà được thiết kế khác như thế này. Nhưng cũng là một ý tưởng rất hay dành cho quý khách hàng. Nếu như mà mọi người đang có ý định xây nhà với cái diện tích nó nhỏ thì đây là một ý tưởng thiết kế rất là hợp lý. Và đây chủ đầu tư có thiết kế thêm một phòng ngủ cũng được, mà phòng làm việc cũng được. Đây là một cái phòng chủ đầu tư thiết kế mở cho quý khách hàng tự điều chỉnh theo ý tưởng của mình. Có thể là phòng làm việc, có thể là phòng ngủ. Và chủ đầu tư có để một cái tủ ở đây mọi người ạ. Tủ trang trí cũng như là có kệ này. Thiết kế rất hợp lý đúng không ạ? Và đây phần cuối cùng của ngôi nhà, đó chính là khu vực sân phơi. Đây là phần để máy giặt và toàn bộ đây là khu vực sân phơi, cũng rất là rộng đúng không ạ? Từ mọi người có thể nhìn ở xung quanh giúp em đây này.
chung cư Hải Phát này, The Bright Hải Phát đây. Ngọc Ánh xin nhắc lại một chút với khách hàng về cái căn nhà này nhá. Diện tích là 32m² trên sổ đỏ, đã có sổ đỏ đầy đủ chính chủ. Giá chào bán 2.400.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này cũng như một số khu vực khác thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0983013403 hoặc 0888 041 444. Ngọc Ánh xin chào và hẹn gặp lại.